Năm 2020, qua hơn 20 năm chia tách, tái lập tỉnh, tỉnh Quảng Nam phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch với nhiều dự án trọng điểm, hạ tầng đô thị được quy hoạch bài bản, mở ra giai đoạn bứt phá tiếp theo. Trong chiến lược phát triển đến năm 2035, Quảng Nam dồn mọi nguồn lực phát triển khu vực Đông Nam, mà tâm điểm là Chu Lai, Núi Thành, với kỳ vọng hình thành khu đô thị kiểu mẫu. Sự phát triển của Chu Lai, Núi Thành mở đường cho hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và sự cất cánh của nhiều dự án bất động sản. Đây chính là tiền đề hình thành nên siêu đô thị vùng Đông Nam Quảng Nam, Chu Lai Riverside. Tọa lạc tại Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Chu Lai Riverside là tâm điểm của khu kinh tế mở Chu Lai. Xung quanh khu đô thị Chu Lai Riverside là hệ thống các khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp ô tô Trường Hải với các ngành nghề công nghệ cao, năng lượng sạch, nông nghiệp hữu cơ phù hợp xu hướng thời đại. Đây là khu vực được tỉnh chú trọng thương mại, dịch vụ, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ lực lên tầm cao mới, phát triển kinh tế xã hội toàn vùng. Cùng với đó, khu đô thị chỉ cách sân bay Chu Lai 20 phút di chuyển, giúp Chu Lai Riverside ghi điểm với các nhà đầu tư, kiến tạo giá trị sống ưu việt. Nằm trong bán kính vàng từ 1 cho đến 3 km, khu đô thị sở hữu trường học các cấp, Ủy ban nhân dân Tam Anh Nam, chợ Tam Anh, cảng Tam Hiệp, cửa hàng xăng dầu. Đặc biệt, Chu Lai Riverside nằm sát trục Võ Chí Công, tuyến đường chiến lược ven biển nối Hội An với sân bay Chu Lai, kết nối quốc lộ 1A và cao tốc Đà Nẵng Quảng Nam, tạo cảnh quan khu vực ven biển. Giá trị an cư, đầu tư hiện hữu rõ nét nhờ sở hữu vị trí đắc địa. Chu Lai Riverside còn đặc quyền sở hữu mặt tiền sông Trường Giang dài hơn 1 km, mang đến không gian sống xanh, điều hòa không khí toàn khu đô thị. Với quy mô rộng 9,3 hectare, được quy hoạch đồng bộ, Chu Lai Riverside còn có quần thể tiện ích ngoại khu vượt trội. Ngoài ra, khu đô thị dễ dàng kết nối các tiện ích như khu du lịch Tam Hải, khu thương mại tự do, khu du lịch Tam Hòa, cảng Kỳ Hà. Chu Lai Riverside gồm hai dòng sản phẩm chính: đất nền, biệt thự, được quy hoạch các trục đường nội khu rộng lớn, hướng đến mục đích an cư, đầu tư lý tưởng cho đông đảo khách hàng. Tiện ích nội khu đa dạng gồm trường học, sân tennis, sân vận động, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, công viên trung tâm. Hướng đến giá trị sống xanh, Chu Lai Riverside được quy hoạch với tỷ lệ đất ở chỉ chiếm 54%. Các tiện ích nội khu được thiết kế thoáng đãng, hình thành môi trường sống văn minh hiện đại theo tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, sáng. Sở hữu cả ba yếu tố vàng: nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, Chu Lai Riverside hình thành với sứ mệnh kiến tạo nên một khu đô thị mới nằm bên dòng sông Trường Giang thơ mộng. Chu Lai Riverside khẳng định giá trị sống hiện đại, thời thượng, đẳng cấp với vị thế vàng, là lời giải lý tưởng cho nhu cầu an cư, đầu tư, kinh doanh sinh lời. Riverside, thịnh vượng, trường tồn.